Hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng em quay trở lại với chuyên mục nhận định thị trường dưới góc nhìn của phương pháp Wyckoff và FMC. Thì như thường lệ, trước mặt anh em đang là cái đồ thị tuần của cặp Euro USD. Hôm nay mình record bằng iPad ha, và nó sẽ hơi bất tiện hơn là dùng máy tính. Video này được tài trợ bởi nhà môi giới TMGM. Hiện TMGM đang có khuyến mãi bonus 30% cho khoản nạp từ 500 đô, bonus lên đến 1.000. Các bạn hãy xem chi tiết ở link bên dưới ha. Ok, rồi chúng ta vào việc nha. Các bạn cũng biết là cái tuần vừa qua thì có vẻ như là mình đã đánh giá sai toàn bộ cái vận động giá trong nguyên một tuần luôn, cho nên là có thể xem như gần như cả tuần á là chúng ta không có một cái động thái nào để đụng chạm vô market cả. Tất cả những cái chuyển động giá của market nó trở nên rất là bất ngờ, và cái nhịp hồi nó cũng kéo dài khá là lâu ha anh em. Ok, thì chúc mừng anh em là cái đồ thị tuần của cặp Euro USD, thì anh em có thể thấy được á là tuần này chúng ta đã có một cái nhịp điều chỉnh giảm tiếp nối với cái tuần trước, có nghĩa là chúng ta không có cái sự tiếp diễn của cái nhịp tăng. Rồi, thì thay vì á là từ cái chỗ này mà chúng ta tăng lên tiếp, thì anh em có thể thấy được là mình đã rơi vào cái dạng thái điều chỉnh mà có thể nói là gần như là cả tuần là điều chỉnh luôn. Và khi mà mình đánh giá sai cái nhịp điều chỉnh của cả tuần này á, thì kết quả là mình sẽ không có một cái trade nào ra hồn cả. Tại vì thực ra tất cả những cái trade của mình á thì nó đều phụ thuộc vào trong cái góc nhìn, hay là nó giống như kiểu như là cái kế hoạch giao dịch của mình á. Khi mà mình xác lập nó mỗi ngày hoặc là mỗi tuần, thì nếu mà cái kế hoạch giao dịch đó nó bị sai lệch đi thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không có trade ha. Thì cái việc mà điều chỉnh của cái tuần vừa rồi thực ra nó cũng không có gợi ý được cái gì nhiều cả. Các bạn có thể thấy được nó cũng không phải là một dạng đảo chiều ha, có nghĩa là mình hoàn toàn không thấy được là cái sức mạnh của phe bán, mà chúng ta chỉ là cái dạng chuyển động là lững thững nó trôi về dưới ở những cái vùng giá thấp hơn để nó tìm kiếm những cái ngưỡng hỗ trợ. Như tuần trước mình có nói là tăng mạnh lên, nhưng mà bởi vì là nó tăng quá mạnh cho nên là mình cũng không biết là cuối cùng là cái phòng tuyến của phe mua nó nằm ở đâu. Thì sau khi mà giá nó đẩy lên thêm một nhịp nữa ở sáng thứ hai á, thì lái hay là lấy to họ chốt lời, và sau cái giai đoạn chốt lời đó thì giá nó lững thững đi xuống. Bây giờ chúng ta coi thử cái đồ thị này ha. Đây, thì mặc dù là thứ hai là chúng ta đoán đúng được nè, nhưng mà có vẻ như là thứ ba, thứ tư thì các bạn thấy được á là hai cái pinpa này nó đánh lừa mình ha, hai cái pinpa nó đánh lừa mình. Thứ năm thì chúng ta giảm ngược thẳng xuống, thứ sáu chúng ta quét đáy nhưng mà cũng không đi đến đâu cả. Thì ở cái dạng vận động này thì cũng không thể gọi là đảo chiều giảm được ha các bạn. Mình chỉ có thể xem đây là một dạng hồi thôi, nhưng mà nó kéo dài quá lâu khiến cho chúng ta là sốt ruột, hoặc là có thể sẽ dẫn đến những cái sai lầm trong cái hoạt động giao dịch của mình. Rồi, thì các bạn có thể thấy luôn ở đây cái vùng POI của H4 nó vẫn đang hỗ trợ khá là tốt cho cái vận động giá hướng lên, và khi nó lùi vào đây thì nó đang gầy dựng như thế này. Thì với cái dạng vận động giá này thì nhìn vô cái là mình có thể thấy được là khả năng rất là cao cái vùng ở dưới này chính là sẽ có rất là nhiều thanh khoản, đúng không? Thì khi mà nó có nhiều thanh khoản như thế này nè, đó, thì chúng ta có thể kỳ vọng là giá nó sẽ lùi xuống để nó lấy cái phần thanh khoản này trước khi nó đi lên. Thì khi mà mình quan sát ở phía dưới, thì các bạn có thể thấy được á là ở phía dưới đây chúng ta còn có những cái ví dụ như là fair value gap chẳng hạn đi ha. Đấy, chúng ta có một cái gap như thế này. Thì đây cũng là một cái nơi có thể hút cái giá nó quay về dưới này để nó test. Có nghĩa là các bạn nếu mà nhìn trên cái đồ thị như thế này thì các bạn sẽ nghĩ là ok, mình sẽ kỳ vọng là cái giá nó sẽ đi vào đất sâu. Tuy nhiên cái chuyện mà đi về được cái gap ở dưới này hay không á, nó không có quyết định bởi cái việc là ở dưới đây nó có cái gap ha. Đi về dưới cái gap này thì nó phải phụ thuộc vào trong cái chuyển động giá này các bạn. Rồi, như vậy thì hiện tại á, khi mà mình cứ nhắc là xem là cái gap nó ở đâu
và nó hút giá về vùng nào quá thì chúng ta có thể dùng cái Fibonacci. À, chúng ta có thể dùng cái Fibonacci, tại vì thực ra ở phía trên này chúng ta cũng đã có một cái gap rồi. Này, gap nó ở đây. Đó. Thì các bạn có thấy là nó đi vào trong cái gap này, nó vận động trong cái gap này. Đó, nhưng mà cái gap này thì nó nằm trên cái ngưỡng Fibo 50. Cho nên là theo mình nghĩ nha, nếu mà hồi về 50 á, thì là ok nhất. À, còn ví dụ như đang ở trong cái giai đoạn hiện tại á, thì cái nhịp hồi này có thể xem là còn hơi nông, được chưa? Còn hơi nông. Thành ra là trong những cái trường hợp mà chúng ta sốt ruột vào lệnh á, thì ở đây nó cũng sẽ không giải quyết được gì cho chúng ta hết. Chúng ta nên kỳ vọng là có thể là sẽ tiếp tục sideways, sau đó nó sẽ quét xuống dưới cái vùng Fibo 50 này trước khi nó có cái tín hiệu break of structure đánh lên để nó tiếp tục cái nhịp tăng. Thì như vậy lúc này chúng ta không có một cái nhịp tăng theo dạng mà gấp thẳng đi lên trên, mà chúng ta sẽ có cái dạng là sideways rất là lâu như thế này ha. Nói chung là sideways thì nó cũng có cái hay của sideways chứ không phải không có. Nó sẽ cho chúng ta một cái nền vững chắc hơn để mà chúng ta có thể kỳ vọng vào một cái nhịp tăng mạnh mẽ hơn về sau đó, tức là sau khi mà cái giai đoạn sideways nó kết thúc, thì các bạn có thể hình dung được là cái vận động giá nó sẽ bền vững hơn ha, cái xu hướng nó bền vững hơn. Rồi tuy nhiên thì sideways thì sẽ dẫn đến việc sốt ruột, thành ra là để mà khắc phục cái chuyện đó thì tất cả những gì mà các bạn cần phải làm đó chính là mình đừng có sốt ruột thôi ha. Ok, chúng ta vào cái khung thấp hơn để chúng ta xem thử xem nó có gợi ý gì chưa. Thì ở đây các bạn có thể thấy được ở trên cái khung thấp hơn á, chúng ta có thể nhìn thấy được là cái áp lực bán nó cũng đã tương đối là bớt đi rồi ha. Chúng ta có một cái đường line như thế này. Đó. Thì các bạn có thể hình dung được là khi mà giá nó đẩy mạnh xuống dưới, khi mà cái nỗ lực của phe bán nó gia tăng này. Đó. Thì chúng ta nhận được kết quả gì? Chúng ta nhận được là cái giá nó dừng lại ở phía trên cái hỗ trợ, đúng không? Xong rồi qua tới ngày hôm sau thì nó mới quét nhẹ xuống, mà các bạn nhìn thấy được là cái volume làm sao? Cái volume là nó yếu đi, đúng không? Volume nó yếu đi. Nhìn thấy rất là rõ đúng không? Và nó chỉ quét thôi. Sau cái cú quét volume yếu đi đó thì chúng ta có một nhịp tăng break of structure. À, nhịp tăng break of structure. Rồi sau cái nhịp tăng break of structure này thì các bạn có thể quan sát được, thứ nhất là cái volume buy á, volume buy nó hơi hơi gia tăng một tí thôi chứ nó thực sự nó chưa có mạnh so với lại cái volume bán trước đó đúng không? Cái thứ hai nữa là cái nhịp tăng này các bạn có thể thấy nó không có gap, có nghĩa là về cơ bản chúng ta có thể kết luận là cái nhịp tăng này hoàn toàn nó không có mạnh, nó chưa thể nào mà nó đại diện cho cái việc là phe phe mua quay trở lại một cách quyết liệt đúng không? Thì nhìn vô đây thì cái kết quả các bạn cũng có thể thấy được là cái nếu mà chưa quyết liệt có nghĩa là chúng ta sẽ cần nhiều cái thời gian hơn để mà họ có thể build up cái vị thế của họ, hoặc là maybe đây chỉ là cú lừa thôi và phe bán họ đang vẫn đang muốn là gì, dụ cho những cái người mua đó đẩy giá lên để họ có thể bán được vùng trên cao đúng không? Thì ở đây chúng ta có một cái gap nhỏ này các bạn thấy không, một cái fair value gap nhỏ đó. Thì cái fair value gap nhỏ này nó đại diện cho gì? Maybe là giá nó có thể sẽ đụng lên cái vùng gap này rồi tiếp tục giảm, được chưa? Rồi tới hôm qua thì các bạn thấy được là chúng ta có một cái nhịp giảm vào cuối phiên Mỹ này đó. Cái nhịp giảm này nó có gì đây? Nếu chúng ta bỏ cái volume bán từ trên đỉnh xuống dưới đáy này ha, chúng ta tính từ cái giai đoạn mà những cái sóng bán nhỏ nhỏ ở dưới này, thì chúng ta có được là cái volume bán của cái giai đoạn mà của phiên Mỹ đó nó gia tăng rất là tốt, nhưng mà cái kết quả nó nhận lại được là gì? Một cái đáy cao hơn. Rồi ha. Một cái đáy cao hơn. Thì một cái đáy cao hơn thì nó đại diện cho cái việc gì? Là cái nỗ lực mà phe bán họ tạo ra nó không có được một cái kết quả tương ứng với nó, thì đây có thể xem là một tín hiệu cho thấy là cái tín hiệu hấp thụ cung, và đồng thời khi mà chúng ta so sánh cái nỗ lực cũng như là cái kết quả của cái sóng bán này với cái sóng bán trước đó, thì chúng ta có thể thấy được là có cái hơi hướng của cái việc là cái lượng hàng bán ra nó đã ít đi rồi. Như vậy thì nếu như mà trong cái giai đoạn đầu tuần sau, giai đoạn đầu tuần sau mà các bạn có thể chứng kiến được những cái vận động giá theo dạng là tiếp tục sideways ở đây, và chúng ta vẫn sẽ thấy cái lượng cung nó giảm ít đi,
thì chúng ta có thể kỳ vọng là giá nó sẽ đảo chiều để đi lên luôn trong đầu tuần sau ha. Đó. Còn trong những cái trường hợp ví dụ như lên một cái kịch bản giao dịch mà nó tương đối cứng, thì ví dụ cái vùng value gap ở phía trên này nó sẽ cho các bạn một cái setup tốt trong trường hợp mà giá nó sideways ở dưới cái vùng này, rồi sau đó nó vào đầu phiên Âu á, quét lên khỏi cái đỉnh Á và break option chờ, thì các bạn sẽ tiếp tục sell xuống cái target ở vùng dưới này ha. Ok. Rồi, đó là EU. Chúng ta sẽ đi qua cái tiếp theo luôn ha. Sử dụng cái iPad này để mà record cái nhận định của mình nó không có thoải mái gì hết. Một thuận tay giống như là dùng 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 máy tính với chuột. Okay, đi qua con AU, chúng ta cũng sẽ coi đồ thị tuần của AU ha, khá là bẹp đúng không bạn? Đẩy lên đó không ạ, rồi sau đó đẩy xuống cũng mạnh không kém luôn. Thì một lần nữa khi mà các bạn nhìn vào trong cái đồ thị như thế này nè, đó thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy có cái khả năng là chúng ta có một cái cú fail break à, có khả năng là chúng ta có một cái cú fail break. Thì thực ra cái việc là như thế nào gọi là fail break á, thì mình đã chia sẻ với anh em rất là nhiều lần ở trên diễn đàn cũng như là ở trên Facebook rồi. Fail break là gì? Giá đóng cửa phá vỡ một cái ngưỡng kháng cự hoặc là một ngưỡng hỗ trợ, sau đó ở cái cây nến tiếp theo nó không giữ được vận động giá phía trên đó mà ngay lập tức nó quay ngược trở xuống. Thì như ở đây chúng ta thấy nè ha, đây là hình thái của một cái cú fail break. Dĩ nhiên khi mà chúng ta thấy một cái cú fail break, nó cũng không phải là cứ thấy fail break để chúng ta vô đánh luôn, nó sẽ tùy thuộc vào trong cái khẩu vị, cái gu giao dịch của mỗi người cũng như là cái bộ setup của mỗi người. Trong những cái trường hợp mà một cái cú fail break mà nó theo cái dạng là fail break cái trend hiện tại á, ví dụ như các bạn có thể thấy là ví dụ như đẩy lên như thế này, đẩy xuống đẩy lên, nó fail break cái trend hiện tại chỗ này đẩy lên, thì khi mà cái nhịp đẩy lên thì các bạn có thể, mình sẽ khuyến nghị các bạn là các bạn mua luôn. À, nó giống như trường hợp của bạn là GU này. Tuy nhiên là ở đây là trong trường hợp chúng ta nói về xu hướng tăng, nó fail breakdown và nó đi lên, thì trong đây chúng ta nói rằng là nó là xu hướng giảm, nó fail breakout và nó đi xuống. Nhưng mà cũng cần phải lưu ý với các bạn là không có chắc cái này là một cái xu hướng giảm, nên là nếu như các bạn xem cái xu hướng á, thì nó ở đây cái góc nhìn của mỗi người sẽ khác nhau ha. Ví dụ như mình khi mà mình nhìn vào đồ thị tuần này, thì với mình á, đây nó không phải là một cái xu hướng giảm, đây nó chỉ là một cái swing down trong cái xu hướng tăng thôi. Đó. Cái ngưỡng hỗ trợ của mình á, mình muốn nhìn thấy nó phá vỡ là cái ngưỡng tích tích ở dưới này. Đó. Mình muốn nhìn thấy phá vỡ tích dưới này thì mới tính là breakdown. Thành ra là maybe là chỗ này là tính là bắt đầu vô nhịp hồi hay gì đó, nhưng mà nó sẽ không có đủ thuyết phục để mình coi đây là một xu hướng giảm ha, nguyên một cái sóng bán này, nguyên cái sóng bán này đó, nó không có đủ để cho mình coi là xu hướng giảm, cho nên cái chỗ này nó khá là tricky. Mình cũng không có muốn là các bạn đoán đại ở trong đây rồi các bạn vô những cái lệnh nó không hợp lý. Thì ở đây á, cái biện pháp giải quyết thực ra nó cũng không có gì phức tạp nữa, vậy dễ lắm. Các bạn có thể kết hợp với lại những cái khung thấp hơn, tại vì thực ra mình đấu trên nội còn đúng không, các bạn có thể kết hợp khung thấp hơn, ví dụ như khung ngày hoặc là khung H4 chẳng hạn ha. Thì buổi trước ở trên cái khung ngày á, thì chúng ta có gì, một cái sóng tăng đúng không, giá lùi về cạn cung, sau đó tiếp tục là gì, đẩy ngược lên và break, thì chúng ta có ở trên cái đồ thị ngày là nó vào cái xu hướng tăng. Cái xu hướng tăng này nó mang cái hình dạng của cái một cái nhịp hồi, cho nên là chúng ta cũng không cần phải aggressive đúng không. Thì khi mà nó đẩy lên break á, thì các bạn xác định được cho mình một vài thứ. Thứ nhất là cái gap nó nằm ở đâu, thứ hai cái order block nó nằm ở đâu đúng không. Thì theo cái lý thuyết của SMC thì thông thường là tụi nó sẽ lui về, tụi nó test cái đó. Còn nếu như mà các bạn thực sự không có quan tâm đến cái phương pháp đấy, thì các bạn chỉ cần là kéo một cái Fibonacci ra là xong. Đó. Ví dụ như ở mức giá hiện tại là giá lùi về cái vùng mà 0.5 đến cả dưới 0.618 rồi, thì theo mình thì đây sẽ là một cái vùng giá khá là ngon để mà các bạn có thể cân nhắc tìm kiếm những cái setup để chúng ta buy. Nhưng mà dĩ nhiên không phải là tuần này mà là tuần sau. Rồi tìm kiếm cái setup buy thì nó như thế nào, thì mình có một cái mong muốn là mình tìm kiếm setup buy trước đã đúng không, sau đó mình sẽ đi vào những cái khung thấp hơn là những khung mà mình giao dịch đó để mà mình tìm kiếm nó. Như vậy thì khi nào thì mới có một cái setup buy, ví dụ như các bạn coi ở đây nè, xuyên suốt trong cả tuần thì mình có nói là gì,
trong trường hợp mà cái khung hãm hụt nó đẩy break lên và nó lùi về thì lúc đó chúng ta mới có thể đi kiếm cái setup để chúng ta mua ha. Và cũng may là con GU nó không có lừa giống như con EU, có nghĩa là chúng ta không có thấy một cái setup buy xuất hiện, thay vào đó giá vẫn cứ trôi lững thững xuống. Kèm với việc là gì, chúng ta có thể thấy được là cái áp lực bán nó càng lúc nó càng yếu đi rồi, ngoại trừ cái kỳ nến bán của hôm rạng sáng thứ sáu tối thứ năm này, đó là Powell phát biểu gì đó khiến cho giá nó giảm ào mạnh xuống. Tuy nhiên là các bạn có thể thấy được với cái chuyển động giá như hiện tại á thì chúng ta không thấy có cái sự tiếp diễn, chúng ta không thấy có sự tiếp diễn, nhưng mà như vậy là rất may ha. Còn đỡ hơn con EU này, các bạn thấy nè, nó break up structure xong đúng không, nó lùi về để nó test theo đúng cái kịch bản của hôm thứ năm mình đưa ra luôn, test cùng value gap đẩy lên thêm một cái nữa, xác nhận xu hướng tăng trên cái đồ thị H1, rồi ngay đêm hôm đó là nó đổ xuống và nó phủ định tất cả mọi thứ ha. Thì nói chung anh em nào mà dính vô cái cú đó thì mình nghĩ là cũng đau quá chứ không phải không, tại vì thực ra cũng đã chờ cái setup đó tới tận thứ năm mới có cái để mình triển khai, cuối cùng thì nó lại khiến cho mình toang đúng không, chờ cả tuần rồi cuối cùng là mất 1-2% gì đó. Ok, thì đối với con GU thì chúng ta không có cái việc đó xảy ra, cho nên là sang cái tuần sau với cái chuyện động giá như thế này, với cái việc là nó cũng chưa có thực sự một cái nhịp tăng nào đó nó đáng để mà chúng ta cân nhắc, thì mình sẽ vẫn tiếp tục là sao, rất đơn giản thôi các bạn, lùi lên đây đúng không, đi xuống, lùi lên đúng không, đi xuống, cứ như thế ha, cho đến khi nó không có lặp lại hành vi đó nữa, chúng ta có một cái cú break up xuất chợ, giá nó lùi xuống rồi chúng ta sẽ mua lên. That's it. Đó là trong trường hợp các bạn muốn mua. Còn trong trường hợp các bạn muốn bán thì đó, các bạn thấy là cái cách mà mình lập luận nó sẽ không bao giờ là nó bao gồm cái việc là mình dự đoán là sang tuần sau nó sẽ break up xuất chợ nha, không bao giờ có chuyện đó ha. Mình sẽ luôn luôn là trên đồ thị nó có cái gì thì mình sẽ nương theo cái đó. Đó. Còn cái việc đảo chiều nó sẽ chỉ diễn ra khi cái tín hiệu nó xuất hiện, được không? Thì cái cách diễn giải của mình nó sẽ khác với lại cái việc là chúng ta đoán sang tuần nó sẽ break up cho chợ, nó không có chuyện đó đâu ha. Mình cứ nương theo đúng cái vận động giá hiện tại của nó, thì các bạn thấy đang đi xuống đúng không, thì nó sẽ hồi lên để nó test lại cái vùng POI, rồi sau đó nó sẽ đi xuống, sau khi đi xuống nó phá đáy xong nó sẽ lùi lên nó test lại vùng POI mới, sau đó nó sẽ đi xuống và phá đáy đó, cho đến khi nó không làm lại cái hành vi này nữa thì chúng ta mới có thể cân nhắc nó chuyện đảo chiều. Mà không lặp lại cái hành vi này nghĩa là sao, nghĩa là nó phải break up structure nè, nó phải có cái sóng tăng xuất hiện, thì cái sóng tăng xuất hiện này là cái điều kiện tiên quyết để cho các bạn cân nhắc để các bạn entry, được chưa? Rồi GU này đơn giản như vậy thôi, không có gì phức tạp cả ha. Tiếp theo vàng. Ok, thêm một con nữa bị đánh giá thấp. Các bạn có thể thấy được á là hiện tại ha, giá vàng đang đi xuống rất là ổn định luôn. Và nếu như mà các bạn sử dụng tất cả các cái lý thuyết nó vẫn tương tự giống như vậy, thì các bạn khi chúng ta có breakdown nè, các bạn thấy không? Nó lùi lên nó test lại POI rồi nó đi xuống tiếp. Đó, khi nó đi xuống tiếp thì nó tạo ra cái POI mới. Vậy thì nó có thể lên test POI và đi xuống tiếp, lên test POI và đi xuống tiếp cho đến khi nào nó không thực hiện lại tức cái hành vi là test POI, test Fibo 50 đi xuống tiếp như vậy nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ cân nhắc cái chuyện đảo chiều. Rồi hôm thứ sáu, mình có kỳ vọng rằng á giá sau khi nó break cái structure ở chỗ này thì nó sẽ lùi về để nó test lại cái POI ở phía dưới này rồi nó đi lên để nó vô cái nhịp hồi của nó. Nhưng mà các bạn thấy nè ha, lại một lần nữa là tiêu diệt buyer, rất khó nha các bạn. Thành ra là mình không có khuyến khích các bạn là tìm kiếm những cái nhịp hồi là như vậy, tại vì nhịp hồi thì nó cũng khá là hên xui, giống như ở trong trường hợp này của vàng thì các bạn thấy là cái nhịp đẩy lên nó cũng khá là tốt đúng không, volume nó cũng rất là đặc biệt, nó lớn hơn rất nhiều so với lại cái giai đoạn trước, cái nhịp tăng đẩy lên nó cũng gap, cũng tạo ra POI, cũng break up structure rồi ngon lành, nhưng mà vừa rụng cái POI của seller một cái là rụng luôn, gần như không có sự chống trả gì trơn hết ha. Nên là đấy, đánh nhịp hồi thì nó sẽ khó như vậy. Rồi tóm lại thì với cái dạng giảm giống như thế này, dạng giảm như thế này thì các bạn có thể coi cả đồ thị tuần hay ngày gì đó thì các bạn có thể thấy được là gần như nó cũng không có gợi ý nhiều cho chúng ta đâu.
đây thì quay lại là cái câu chuyện của cái tuần trước mà mình có chia sẻ, thì làm sao khi mà giá nó lùi, nó đụng vô mấy cái ngưỡng phía trên này sau những cái cú break of structure đó, thì nó sẽ có khuynh hướng là gì? Nó sẽ lùi về để nó test cái POI ở phía dưới, Fair Value Gap, Fibo 50 vân vân, rồi nó mới đi lên tiếp đó. Nên là thường thường đối với lại anh em mà đánh break of structure thì nó không phải là một cái điểm tốt để các bạn đánh. Thường xuyên là nếu mà các bạn entry như thế này thì chúng ta sẽ dễ dàng bị trap vào ha. Thì đây là khung tuần là nó gợi ý như thế. Còn dĩ nhiên ở trên những cái view của khung ngày á, hay là khung H4 thì nó có thể sẽ khác đi. Rồi bây giờ nhìn vô khung ngày thì các bạn có gì đây? Chúng ta có break out sắp giờ ngay chỗ này rồi ha. Cái công cụ này xài nó có vẻ nó không được ok lắm ha. Nhưng mà trên này đi. Rồi, ngay chỗ này là chúng ta đã có cái break of structure các bạn. Sau khi có break of structure xong thì các bạn có thể quay ngược trở lại, nó tương tự giống như cái việc là lúc nãy khung tuần nó break of structure lên thì nó lùi về đúng không? Thì khung ngày cũng tương tự như vậy ha, nó break of structure xuống thì chúng ta có quyền hy vọng là nó quay ngược trở lên để nó test lại POI. Thì cái POI đó chúng ta chỉ cần xác định là nó nằm ở đâu. Thì về cơ bản thì các bạn thấy được là POI thì nó nằm ở ngay đây thôi chứ đâu. Đấy. Đó. Nhận thấy không? Khá đơn giản đúng không? Chỉnh cái màu lại cho nó ok một tí. Rồi, POI nè, nó bao gồm là gì? Cái sóng mua cuối cùng trước khi nó break down. Cái cú break down của nó tạo ra hai cái fair value gap luôn. Hai cái khoảng gap luôn. Đây là một đúng không? Rồi các bạn có, nó xài gì trời? Đây, một cái với lại cái nhỏ nhỏ ngay phía dưới của nó nè, các bạn thấy không? Cái nhỏ nhỏ ngay cái phía dưới của nó. Vậy thì với cái dạng vận động giá này thì dĩ nhiên là nó vẫn lại là liên quan đến câu chuyện của liệu là chúng ta có nên ăn cái nhịp hồi lên hay không. Liệu chúng ta có nên ăn cái nhịp hồi lên hay không, rất là khó để nói. Các bạn có thể kéo Fibo từ trên này xuống đây cũng được, hoặc là từ cái đỉnh của cái sóng tăng này cũng được ha. Nó không có bắt buộc các bạn phải kéo chính xác vậy đâu, tại vì nó thường thường nó xích xích vô nhau á. Thì ở đây nó tạo ra cho chúng ta một cái cơ hội để chúng ta mua ở đâu đó lên hướng trên này rồi nó mới đi xuống tiếp đó. Đâm ra là ở đây có thể nói là cái sóng đẩy của cái khung này nó có thể là cái sóng hồi của cái khung kia, rồi giống câu chuyện nó sẽ diễn ra một cách bất tận luôn. Thành ra là ở đây nó chỉ là cái câu chuyện là các bạn sẽ chọn liệu là chúng ta có ăn cái sóng đó hay không, và chúng ta coi cái sóng đó là cái gì, nó có xứng đáng để mà chúng ta bỏ thời gian công sức ra để chúng ta ngồi chúng ta canh hay không ha. Rồi cái thứ hai nữa là đối với con sóng hồi á, thì nó sẽ rất khó đúng không? Nó sẽ rất khó để mà chúng ta có thể bắt chúng được. Ví dụ như các bạn nhìn thấy ở đây, chúng ta thấy có kỳ vọng là nó đụng vô cái vùng gì đó rồi nó bật ngược trở lên, nhưng mà cuối cùng nó xuyên qua luôn đúng không? Đó. Thì nó không phải là nó không phải là một cái gì đó nó dễ để mà các bạn có thể gọi là nhào vô mỗi ngày để mà cá kiếm được. Ví dụ như ở đây nó phân tích thì đó, cái fair value gap các bạn có thể thấy được nó khá là rõ ràng đúng không? Đó thì rõ ràng thì không có nghĩa là cứ đụng chỗ đó là mua lên là sẽ có lời đúng không? Hay là ngay cả như trong cái việc là bữa trước mình nhận định như các bạn là cái nhịp giảm này nè đó, mình tin vào trong cái nhịp giảm này đúng không, nó sẽ đẩy lên như thế này, nó quét nó đi lên, rồi cái đây nó chỉ là một cái nhịp sideways thôi, nhưng mà cuối cùng là sao, cái xu hướng tăng nó lúc nó kết thúc là nó sẽ đánh cho rất là phủ. Thì các bạn thấy được là giá nó đã đổ xuống ngược xuống như thế này rồi, thì bây giờ á mà nó có thể hồi lên được những cái vùng trên cao giống như lúc nãy mà chúng ta vừa mới vẽ hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào cái giai đoạn này ha. Từ đâu để nó đảo chiều thì mình không biết đúng không, nhưng mà
khi mà chúng ta kết hợp được và chúng ta có những cái kiến thức của những cái phương pháp giao dịch đó, thì các bạn có thể hình dung ra được là chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc tới cái vận động giá theo cái dạng của Elliott Wave. Đây, thì khi mà chúng ta có cái sóng Elliott Wave nó đi cái dạng 1, 2, 3, 4, 5, đây, tương ứng ha, có thể tương ứng như thế này, hoặc chúng ta đếm từ cái sóng giảm mạnh này cũng được, ta đường kiếm đường ta đếm thôi, 1, 2, 3, 4, 5, giống vậy đi ha. Thì giờ các bạn muốn thấy gì? Các bạn muốn thấy ABC đúng không? Ừ? Nếu mà các bạn có học Elliott Wave thì các bạn sẽ muốn thấy những cái đó. Rồi, sóng hồi của tôi đâu? Correction nè. A. Lùi về đây. B. Có cái sóng C hướng lên. Được chưa? Rồi nó mới đến cái sóng, sóng hồi tiếp theo. Hoặc là như thế nào đó, hoặc là whatever ha. Mình không biết được. Được chưa? Ok, thì những cái này nó chẳng qua là nó kết hợp những cái phương pháp lại với nhau thôi. Còn trên thực tế, chúng ta vẫn sẽ luôn luôn tập trung vào cái cốt lõi nhất của mình, đó là cái sự thay đổi về hành vi của giá hay là change of character. Thì đây mới là một trong những cái cốt lõi của Wyckoff. Thì khi các bạn hiểu được cái cốt lõi đó thì chúng ta biết được là giá nó thực hiện những hành vi là dứt dắt đi xuống như thế này là do cái phe sale họ dời, họ dời những cái phòng tuyến của họ xuống. Khi nào mà họ không còn làm cái hành vi đó nữa thì chúng ta hiểu được là lúc đó là lúc mà giá nó đảo chiều. Rồi, break up structure ha. Và dĩ nhiên không phải là cứ break up structure nào cũng có, nó cũng sẽ có hiệu quả. Thành ra là chúng ta mới cần quản lý vốn, chứ nếu không mà cứ break up structure xong rồi all in là nhân 3 nhân 5 tài khoản thì nó quá dễ rồi đúng không? Rồi, tóm lại là như vậy ha. Đối với lại con vàng sang tuần sau chúng ta sẽ vẫn tiếp tục là gì? Break up structure của H4, H1, D1 xong rồi thì chúng ta sẽ kỳ vọng bạn này phải có một cái nhịp hồi, cho nên là maybe là các bạn sẽ vẫn ăn được một cái nhịp sell nữa như thế này. Nhưng các bạn phải lưu ý nhịp hồi nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào ha. Cái nơi mà chúng ta muốn đi tìm kiếm những cái setup của chúng ta sẽ luôn luôn là gì? Ở vùng giá trên cao nếu chúng ta muốn bán, và ở vùng giá dưới thấp nếu chúng ta muốn mua. Sau khi các bạn nhìn thấy một cái sóng nó đẩy xuống như thế này thì chúng ta phải kỳ vọng discount. Ok chưa? Nếu mà chờ được thì cái việc trading của mình nó sẽ nhàn nhã hơn. Còn nếu như mà không chờ được mà lúc nào cũng muốn đánh đuổi theo, rồi sau đó cứ đi xuống những cái khung thấp hơn để chúng ta tìm kiếm những cái setup đó, hoặc là xuống thấp hơn để chúng ta đoán đảo chiều hay gì đó, thì nó sẽ rất là dễ toan. Rồi, ví dụ như vàng ở đây các bạn có thể thấy đối với H1 sau khi break up structure thì chúng ta sẽ kỳ vọng là xuống cái vùng POI ở dưới này, POI này, để mà chúng ta tìm kiếm cái setup để chúng ta mua đúng không? Nhưng mà rõ ràng á, nếu như các bạn kết hợp được với đa khung thì các bạn sẽ muốn thấy cái gì? Một cái sự confirm trước, tức là một cái sự confirm xác nhận sớm của cái khung thấp hơn, ví dụ như M15 chẳng hạn. Mình muốn thấy là cái nhịp giảm này trên M15 nó kết thúc vào một cái break up structure của M15, rồi sau đó lúc đó chúng ta mới lùi và chúng ta mua lên. Thì nếu như mà các bạn kết hợp như vậy á thì các bạn sẽ tránh được cái sóng bán này. Các bạn thấy không? Hoàn toàn không có break up structure gì hết, nó cứ lầm lũi đi xuống thôi, nó hoàn toàn không có tạo ra được một cái đỉnh cao hơn gì. Hoàn toàn không có một cái sóng mua nào mà đáng kể cả ha. Như vậy thì đó là một trong những cái cách để mà chúng ta có thể né được những cái cú lừa của market. Đó, thì ok, sang tuần thì cũng không có vấn đề gì. Bây giờ nó vẫn đang đi xuống như thế này thì chúng ta sẽ chờ nó lùi lên. Chúng ta sẽ chờ nó đi lên để chúng ta có thể bán. Thì lúc nãy cái vùng mà chúng ta vẽ là nó nằm quanh đây đúng không? Thì tương tự như vậy ha, M15 nó có thể nó sẽ đi lên như thế này. Và chúng ta muốn bán thì chúng ta phải chờ break up structure của M15, rồi chúng ta mới bán được. Ok. Rồi, cái này đến đây kết thúc ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài nhận định của tuần sau. Hy vọng tuần sau tôi sẽ lấy lại phong độ và sẽ nhận định chính xác hơn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý.